Ok, thì chào mừng bạn đã trở lại với channel của mình. Thì lâu lắm rồi mình mới không làm clip về trải nghiệm game ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về cái tựa game mới, đó chính là Hitman. Bản này là bản 2016, cũng 2 năm trước rồi mà bây giờ mình cũng đã lấy free cũng lâu rồi. Lấy ở episode 1, episode 2 là mình cũng lấy rồi, nhưng mà này là mình lấy xong cái mình quên chơi nó. Cái giờ cái mình mò mò trên Steam mình thấy mình chơi, mình tải về mình chơi để riết cái nó mốc. Thì mình mới hoàn thành mấy cái khóa hướng dẫn rồi, với lại cái nhiệm vụ đầu thì mình có đi vô đi lông nhông rồi, và thật sự là cũng chả hiểu mẹ gì. Nó không giống cái phần mà mình đã từng chơi là Absolution. Absolution thì cốt truyện khá là hay, còn cái này nó đi theo từng tập á. Rồi ok, thì mình vô chơi, nếu mình mới vô nhiệm vụ đầu mình đi lông nhông mà, với lại mình tham khảo cái bạn trên mạng, nói bạn mẹ mình hỏi á, mình hỏi cái bạn nó cũng hướng dẫn cho mình một tí xíu. Mình sẽ bấm vào chỗ load game trước. Cái mình đang ở đâu quá nhỉ? Cái phần nào ta? Đại loại là mình đã đi vô được một cái khu rồi. Mình đã rời khỏi bữa tiệc. Để tờ đợi nó kết nối lại cho một cái. Em lấy cái siêu game. Nó không được nữa thôi. Nó không hiểu sao nữa. À, đang kết nối rồi kìa. Rồi, sale rồi, ok. Rồi, library. Mình thiết nghĩ mình nên chơi lại từ đầu luôn đi. Mà chơi lại từ đầu chơi thì sao ta? Chứ giờ nó không có cái chỗ sale kia. Ok, chắc là đây nè. Chơi từ đầu luôn đi, khỏi loop gì hết. Nhiệm vụ của mình là giết hai cái thằng hai đứa này thôi. Cái bà này sẽ là giết trước nè, bạn đã gợi ý là bạn bạn mình hỏi á. Cái bạn mình hỏi là mình sẽ phải giết cái bà già này trước, rồi sau đó mình mới đi giết cái thằng kia. Hướng dẫn mình qua một tí xíu rồi. Cái này mà không biết đi là chết. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. Đây, mình đang đi tới bữa tiệc. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security keep a watchful eye on suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Okay. Giờ mình sẽ đi vô bữa tiệc. Để mình chỉnh âm thanh cho nó to lên tí xíu. Giờ ta đi vô bữa tiệc. Nhìn bà nãy đi. Có nên dặn cổ bà luôn người ta. That's okay. That's okay chứ. Mình ngầu phết. Thật sự là mình đang rất ngầu. Good evening, sir. Welcome to San Quentin. À, mục tiêu của mình kìa. That is Viktor Novikov, head of San Quentin and ringleader of Iago. Quite the resume. Đó là mục tiêu của mình. Mà mình không quan trọng lắm. Mà mình nói mình phải cái chỗ mình rời ra khỏi bữa tiệc trước. Cái đoạn mà mình sell bữa đó mà mình chơi lại. Đây là sẽ là chỗ mà trình diễn thời trang nè. Tí nữa có tiệc thì trình diễn thời trang ở đó. Ok. Rau câu à. Đây là gì? Thịt xiên. À, cá viên. Hào nữa nè. Ghê chưa?
Đây, mình sẽ rời khỏi bữa tiệc là phải rời khỏi đây. Rời khỏi bữa tiệc. Được, mình không được đi đường đó. Đường đó nó phát hiện. Chà, đồ hoa đẹp phết. Ấy, rồi ngon. Ô, thằng đó thằng, đâu ra á? Hết hồn. Nhớ cái thằng này nó đâu phải xuất hiện ở đây đâu ta, sao tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây ta? À, bình thường nó phải qua kia. Leo cho cái nó phát hiện liền. À, là mình biết cái thằng này rồi. Nó sẽ đi vòng vòng ở đây. Bạn mình nói đầu tiên mình phải hóa trang cái thằng này nè. Cái nó cái ở đâu mà có dấu chấm kỳ vậy, là thằng đó. Mình phải hóa trang thằng đó. Kiểu như mình đánh gục nó rồi mình lấy bộ đồ của nó đó. Núp núp đừng để cho nó thấy. Bà nói phải núp vào cái bụng hoa này là an toàn rồi. Ok. Chứ mình có đi ngang qua đây một lần rồi. Mình đánh cùng thằng bảo vệ hay kia mời cái mình lấy đồ đó mình đi vô trong đây nè. Bà mình nói lúc mà mình vô trong đây rồi mình phải đợi. Ok, đợi tôi đợi. Giờ phải đợi cái thằng này nó đi, nó bạn nó sẽ đi trong đây, nó gọi điện thoại. Rồi sau đó mình sẽ đánh gục nó. Mà nó rồi. Ờ nó kìa. Mày đợi đi vô trong đây nè. Mình mới đánh gục nó được. Hitman của mình đẹp trai vãi. Mặt ngầu vãi. Cái đầu cái đầu giống bóc. According to our intel, Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago used this fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Tí nhẩu. Mình cứ sợ chút nó xúc ra clip mình nó lại to, nên mình không có dám để lớn. Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features, and the two of you already share a striking resemblance. Yeah, Dan, it's me. Oh, you what? Đừng thấy tao. Nó không thấy. Ở dưới là cái thuyền rồi. Mình tính dục nó dưới đây nè. Rớt. Giết luôn đi. Ghê, giết lẹ không? Mày dục xuống biển nè. Để nó chơi xong đi, mình đi. Pick up the phone của nó. Này mình thấy có cái điện thoại nữa, ở đây. Rồi, call Dahlia nè. Rồi.
Giờ thì mình đã hóa trang thành nó thôi. Và mình nói mình sẽ đi vô cái bữa trình diễn, mình đi make up. Nói mình make up cái mình mới cười. Thật sự là được, đúng rồi, mình đi make up. Second floor, Voltaire Suite, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or... No, no, it's essential that you walk the runway. Do the job, and come see me right away. Đấy, đúng rồi, get to the make up done kìa. Đi make up lại. Cho nó không nhận ra mình á. Cho make up hình như trong này nè. Đúng rồi. Đây. Sit down. Mr. Kruger, you need a touch up, I see. No problem, just sit back and relax. Won't take a second. Rồi đó, make up cho tôi. Quý giời. Nhây vậy. Chỉnh độ họa thấp cho nên nhìn cái gương trong nó mờ mờ. Mấy cái chi tiết của đồ nó mờ mờ xíu. Răng cưa tùm lum. Rồi ơi, make up cho mình kìa. Gớm. Cái gu thẩm mỹ của tụi kia nó là cái gì ta? Sao mấy cái thằng... Đi gớm không? Chắn bóc không? Trời đất mẹ ơi. Nhịp. Xong. Giờ đi ra. Walk to A ra sàn cát quát. Đó. Ây, lộn được. Lên sàn. Vào trước. Trời. Đỉnh cao. Ủa mình nhầm rồi, hình như mình nhầm cái gì rồi. Quắc nè, đó, giờ mới đi. Ờ, à, đúng rồi, giờ mới đi nè. Cái sàn nó có nước hả ta? Ghê vậy. Điểm đúng thứ tự rồi. Úi, nó đi xe một lượt, nó đi xuyên một luôn kìa. Không phải đã lại cũng xong rồi. Vậy vô. Nhỏ người mẫu chứ. Đi lắc lắc lắc. Phút. Ta có việc cần làm. Meet up the Margulis. À là đi gặp cái bà kia. Đúng rồi. Ơ sorry sorry. Rồi giờ anh phải đi lên mình gặp cái bà kia. Hình như giết bả trong đó luôn phải. Helmut Kruger. Wow. Đánh đầu mình trắng xoét rồi. Mất luôn có cái dấu gạch rồi. Mấy cái kẻ gạch ở trên đầu. Lên tiếp. Mr. Kruger, let me know if you need new bodyguards. Okay. Cho nó bước cầu thang mà bước một lần mấy bậc. Đúng rồi, trong đây. Đúng rồi. Giờ ngồi xuống đây nói chuyện bà này. Đúng rồi, đi đúng đường rồi, đi đúng đường rồi. You accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Jessica Highmore. The very same. That's why I wanted you in the show. So Jessica would notice you. Sẽ để ý bạn. I want you to go to New York. Đến New York. Seek out Jessica and do what you do best. Nó kèm đến đó và giết Jessica. Bright, young, beautiful. It should be right up your alley. And yet she's not the mark.
My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right. Consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. Đúng rồi, giờ anh phải dặn cổ bà này trong đây nè. We've got trouble. Novikov is next. Kéo bà. Gì vậy? Đúng, đúng rồi. Thao tác cơ bản khi làm hitman. Dấu xét. Trời. Đóng cửa, ok. Thank you. A nautical kill. Giết mà không bị để ý, ghê. Em xét đúng rồi đó. Anh hitman ra tay nhanh ghê. Wow, giờ cái đoạn này bạn mình thấy khó nè, là mình phải đi xuống mình nghe lén tụi nó nói chuyện, đánh gục một thằng lính và sau đó hóa trang thành thằng lính. Cái này thì bạn mình nó hơi khó. Mấy thằng lính nó để ý khôn lắm. Cái chỗ mà hồi đầu mình vừa mới ra mình rời bữa tiệc á, nó ở đó. Nó đâu đây nè. À, nó ở ngoài bữa tiệc, nó cái sân ngoài. Nhìn leo. Thấy có thằng nào nó áo lạ hơn tụi kia là sẽ lấy. Có thằng này mặc áo xám chứ. Ơ nè. À, nghe lén không này. Mr. Novikov, Decker here. I'm at the show. Decker here. We could hardly predict a pile up on the freeway, could we? So you have a spot in mind, or... Okay, fine. Wait in the lounge. Is there a problem? Novikov is busy. He told us to stay put and enjoy ourselves. His security staff will come with us. À, đúng rồi, nó nói là... Where we're going? Pavilion. West Gardens. Mình sẽ phải đi làm một thằng lính. Rồi sau đó mình sẽ dẫn cái tụi này đi. Đúng không? Doctor waiting ở outdoor longer than really got him. Waiting to take play. Nó đang đợi mình chỗ rồi, giờ mình phải đi kiếm một thằng lính nào đó để mình đập nó, hóa trang thành nó và đi dẫn thằng đó vô. Khá dễ. Giờ thì cái chuyện khó là có một thằng lính nào nó đứng lẻ lẻ để cho mình đập nó hay không. Mr. Kruger? Mình nhớ đâu, đúng rồi, mình nhớ đâu có một thằng lính nó luôn đứng lẻ ở phía dưới cái hồ nước. Hồi kìa mình chơi lần này lần đầu á, mình đi vòng vòng cái mình cũng đánh cái thằng đó ở dưới đó đó, cái mình hóa trang á. Đúng rồi, Selvin nè. Nó đâu ta? Nó có dưới đây không? Phải có chứ. Đây, mày đây, mày đây, mày đây. Ôi, có thằng quỷ đứng kia nữa. Vậy là bởi là đợi này nó qua đây. Làm xong cái mình quẳng này xuống sông luôn, ok. Đợi nãy đi khuất hơn kia thôi là xong. Múc nó liền. Ah.
ổn ngoài thế nó trước. Kéo nó nè. Chạy súng rồi, chạy súng rồi. Rồi. Cất súng đi. Nó đeo cái gì trên đó hả ta? Lưng nó dây đeo rồi ta xong tới. Mấy người lính này thì nó sẽ phát hiện ra mình. Nó nhìn thấy lạ. Mình hóa trang thành lính rồi, giờ mình sẽ đi dẫn nó tới cuộc nói chuyện. Nó có sale không ta? Nếu như thấy sale thì thấy đôi sẽ đúng rồi đó. À đây, mày tao lộn người. Mr. Decker? Mr. Novikov will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Ah, great. Thank you. Lead the way. Be careful out there. Hey. Chạy theo. Vậy phải. Cái nơi mà tụi nó sẽ gặp sẽ là cái vườn. Ở đây biết bao nhiêu cái vườn với thằng nó nói cái vườn đấy. Hey, opportunity update nè, đúng rồi. Keep security tight. Theo tao nhớ lên. Chỉ còn một nơi là mình chưa đi thôi, đó là bên kia. Thằng nó có phát hiện ra mình không ta? Mình có dẫn theo thằng này rồi. Escorting Max Decker. Mr. Novikov's order. Been expecting you. Go ahead. Đúng rồi, vừa vậy là phải vô đây đúng rồi. Để tụi nó nói cuộc nói chuyện nào ở trong đây nè. Vậy muốn đứng nói chuyện ở đâu? Cái nhà này đẹp nè. Vô không? Vô đây. Well, well. Không sao. No Novikov. Why am I not surprised? Maybe he's fashionably late, sir. Droll Carson. Mình sẽ đứng, bà nó đứng nhưng mà cũng phải tránh mấy thằng lính kia ra. We did wait. Then your guy took us to meet you here, so which is it? Nó hit mình ngầu vãi. Cái mặt kìa. Nhìn dữ VL luôn. Alright, fine. See you soon. Chết mấy thằng lính kia ra. Đừng qua đây, đừng qua đây, còn đứng ấy, đừng qua đây. Chết rồi. Nó qua thiệt luôn. Để coi cái đường đi của tụi này. Nó sẽ đi đâu? Đứng yên. Thuốc hả? Vãi lờ. Cùng một động tác luôn, ghê thiệt. Ngoài này kìa, ui. Now it's time to do service.
Thằng kia đâu rồi? Đứng đợi đi, bà nãy giờ không biết. Nghiêm túc vãi. À, nó tới kìa. Mr. Decker. How are things at the office? That's 91 all over again. Kamarov is found dead. Gun in hand. Đánh che để mấy tụi này cũng thấy luôn. In his safe, evidence that he was leaking state secrets to Lane. An FSB section. Nghĩ vậy, bạn nói là xong nên sẽ giết nó trong khu vườn này luôn, cái thằng đó. Look, I don't know who you hired to pull this off, but I want his number. Trust me, you don't. Okay. The case file, please. Right. Of course, last and only copy. There was an unfortunate server room fire at HQ. Tụi này đang bàn cái gì đó ghê gớm. Mr. Decker. You know, I do believe this is going to be the start of a beautiful friendship. The money's being wired to your account. I need to call my guy in Switzerland. Why? Haven't you heard? I am an honest businessman. До свидания, Mr. Decker. Well, that's that. Take a stroll, would you, Kurt? I'd like to savor the moment. You sure that's wise, sir? I'll be fine. Đúng rồi, thằng này sẽ đi một mình. Tụi này đi qua cái mình đi. Nhìn nó thấy ghê quá. Ở đó đi hết rồi kìa. Xong rồi nè. Ám sát. Mục tiêu ám sát. Victor, old boy. Ui. Chồng mình nó bẻ cổ. Như thiệt. Xong. Ra ngoài nữa. Không có sự phát. Tránh tụi này ra. Hai lối thoát. Một lối ở ngay chiếc máy bay này. Xong, trời ơi. Ngon. Quá đã. Ôi trời, thằng đã gì. Em xét thành công. Alice. Úi giời, bà nào đây. Ông nào, trời, đeo cái chân như phụ nữ. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. Ngày trước là cái thằng này có nói. The global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh?
I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. Này mày nói chuyện mình. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Thế là xong. Úi giời, level quá chừng luôn. Trời, lên level hơi bị nhiều. Unlock được cái súng sniper luôn. Ghê. Trừ 10 điểm cho hai thằng mà mình đã giết chết nè. À, nghĩa là chỉ được quyền đánh gục thôi, có thể là không cần giết luôn. Mình thì cứ sợ đánh chết. Sợ đánh chết nó để có nhiều lúc sợ nó tỉnh dậy á. Ok. Thì ok, thì clip của mình cũng tới đây ha. Thì chủ yếu để trải nghiệm cái tập 1 của cái này như thế nào thôi. Thì cảm ơn bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.